Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam vừa trao quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Lương Giang Luyến 54 tuổi, trú tại tỉnh Sơn La, Nguyễn Đăng Tường 38 tuổi và Phạm Giang Phạm 50 tuổi, cùng trú tại thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam. Trước đó, lực lượng chức năng bắt quả tang Luyến và Tường đang cất giữ 6 tham vàng và hai mảnh vàng có khối lượng hơn 6,4 kg tại khu vực ga Phủ Lý, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Cả hai khai nhận số vàng trên mua từ Campuchia rồi vận chuyển về Việt Nam cho Phạm bán lại kiếm lời. Làm việc với cơ quan công an, Phạm khai nhận trong quá trình tìm hiểu thị trường mua bán giải sợi tại Campuchia, thấy vàng ở đây rẻ hơn trong nước nên Phạm đã rủ luyến góp 570.000 đô la Mỹ mua vàng về bán kiếm lời. Sau đó Phạm giao cho cháu mình là Tường đi cùng luyến sang Campuchia mua số vàng trên rồi vận chuyển về Việt Nam. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.